Chào mừng các bạn đến với kênh Tôi Là Người Củ Chi. Hôm nay mình xin được giới thiệu các bạn hai cái sinter, các bạn, hai con cái sinter cặp nha các bạn. Con này là rúng chiền nè, sải tích nghiêm chỉnh nè, sải mặt sải lưng đồ nghiêm chỉnh hết các bạn, yểm dày rúng chiền, sải tích nghiêm chỉnh đó, chân móng đồ hoàn thiện to con các bạn. Bò tầm 10 đến 11 tháng tuổi, bò tầm 10 đến 11 tháng tuổi các bạn. Thấy các bạn thấy không, yếm về cùi à, sẽ mặt sẽ lưng đồ nghiêm chỉnh hết. Cái sinter tầm 10 đến 11 tháng tuổi các bạn. Cặp cái sinter này thì chủ báo giá là 32 triệu các bạn, 32 triệu. Rũng chiền, yếm dày, chân móng hoàn thiện, xương chà bá luôn các bạn thấy không. Cái sinter nhưng mà xương lớn nha. Sẽ mặt sẽ lưng đồ nghiêm chỉnh, lưng thẳng nè, sải tích nghiêm chỉnh, lưng thẳng đó, rũng chiền nè, vú nè, này vú hết biết luôn các bạn không, bốn vú đều nè, chân kiền khú nè đó, chân móng đồ hoàn thiện hết, xe lưng xe mặt đồ nghiêm chỉnh hết các bạn, quyền một màu không lan giá nha đó, quà đen quyền một màu không lan giá, rũng chiền yểm dày đó. Cặp cái sinter này thì chủ báo giá là 32 triệu các bạn, 32 triệu đó, các bạn không yểm dày cui à, sẽ mặt sẽ lưng đồ nghiêm chỉnh, kiếm về cui à, sẽ mặt sẽ lưng đồ nghiêm chỉnh hết các bạn, chân móng đều hoàn thiện nè đó, móng sò hẳn băng đó, qua thì đen khui, qua thì đen khui các bạn đó, qua thì đen khui nè, chạy đuôi lớn đó, đầu chuột lũi, xương cối, sái tích thì nghiêm chỉnh, không lan giá chỗ nào nha các bạn. Đó. Sái tích nghiêm chỉnh, không có lan giá chỗ nào thôi các bạn. Đó. Quyền bò nha. Sái tích nghiêm chỉnh, không lan giá, quyền bò các bạn. Đây. Cao 1m18 bò nè. Ngay ngón tay. Cao 1m18 bò nè anh em. Đít nè. Đít cao 1m25. Cái sinter này cao 1m18, đít cao 1m25. Cao 1m18 bò các bạn, đít cao 1m25, bò tầm 10 đến 11 tháng tuổi nha. Sải tích đầu nghiêm chỉnh hết, lưng thẳng các bạn. Giá 32 triệu cặp cái sinter này nha các bạn, 32 triệu. Đó. Anh em nào, bạn bè nào gần xa có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ bò các bạn. Mình comment dưới màn hình video. Đó. Chân móng đồ hoàn thiện hết, qua đèn khui các bạn, bò tầm 10 đến 11 tháng tuổi nha. Rúng chiền, cặp cái sinter giá 32 triệu các bạn. Con này cao 1m18 bò đến cao 1m25. Quyền một màu. Sái tích đồ nghiêm chỉnh hết. Yếm mày về cui các bạn. Yếm mày về cui. Chân móng đồ hoàn thiện hết, móng sò hết các bạn không? Bò này sao này to con dữ lắm các bạn. Đây con tiếp theo. Cặp cái sinter này thì chủ báo giá là 32 triệu nha các bạn. Con tiếp theo cũng đúng chiền luôn nè. Chạy đuôi lớn, qua đen, sải tích đầu nghiêm chỉnh hết các bạn. Con này sẽ mặt sẽ lưng đầu nghiêm chỉnh hết, rúng yếm đầu nghiêm chỉnh hết các bạn. Bò này tầm cũng tầm 10 đến 11 tháng tuổi nha. Đó, dàn đúng chiền nè, chân móng sò nè các bạn. Dàn đúng chiền nè, chân móng sò nè. Đó, sải tích nghiêm chỉnh, yếm về cùi các bạn ơi. Sải tích nghiêm chỉnh, yếm dây cui à, sẽ mặt sẽ lưng đồ nghiêm chỉnh, cặp này ngang ngang nha các bạn, xứng. Giá 32 triệu, giá 32 triệu nha các bạn. Đó, lớn xương, sẽ mặt sẽ lưng đồ nghiêm chỉnh hết các bạn. Đó, cặp cái sinter này sau này to con dữ lắm các bạn, mới có tầm 10 đến 11 tháng tuổi mà to con các bạn. Rúng dài, yếm dày nè, chân móng được hoàn thiện nè, móng sò nè các bạn không, hẳn băng nè, chân móng sò được hẳn băng các bạn. Cặp cái sinter này thì chủ báo giá là 32 triệu các bạn. Sẽ lưng nè, sẽ mặt nè nghiêm chỉnh hết các bạn, sẽ lưng sẽ mặt đồ nghiêm chỉnh hết đó, cây đuôi chà bá luôn, quà đen quyền một màu không lan giá các bạn.
cái sinh tơ này nguyên một màu không lan giá nha, nguyên một màu không lan giá, bò tầm 10 đến 11 tháng tuổi các bạn, tầm 10 đến 11 tháng tuổi. Đây, đây, cao 1m18 bò này các bạn, 1m18 bò này, đít, đít cao 1m25, cao 1m18 nè, đít cao 1m25 nè các bạn, cao 1m18 bò, đít cao 1m25, vậy là cặp cái sinter này đồng khít luôn các bạn, đều cao 1m18 bò, đít thì cao 1m25, giá 32 triệu các bạn, 32 triệu bò tầm 10 đến 11 tháng tuổi, đều cao 1m18 bò, đít cao 1m25, giá 32 triệu. Anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ bò các bạn, mình comment dưới màn hình video nha. Sải tích đồ nghiêm chỉnh hết, rúng chèn yếm dày đó, cao 1m18 bò, đít cao 1m25, giá 32 triệu các bạn, 32 triệu cặp cái sinter này nha. Đó, và bây giờ mình xin được kết thúc video tại đây các bạn, và xin được báo giá lại là cặp cái sinter đồng khít đều cao 1m18 bò, đít thì cao 1m25, bò tầm 10 đến 11 tháng tuổi, giá là 32 triệu cặp cái sinter này các bạn, 32 triệu một cặp cái sinter nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.